102 chốt hàng Kiều Nguyễn. Rồi đây 40.000 đồng mã 133. 133 nha khách ơi, mã 133 nha. Trời xinh quá, mã 133 40.000. 133 40.000 đồng chốt mã 133. Rồi đây là pháp nè, đăng trị chiến pháp miệng vuông, chiến pháp lớn. Chiến pháp lớn ạ, cái này có giá là 80.000 một cái, có 17 cái. 17 cái một cái 80.000, 133 Nguyễn Huyền nè. Rồi, lên mã sản phẩm 183. Mã 183 căn chị mình 183, dài cạnh 14 cao 5. Mã 183 80.000 một cái, có 17 cái tất cả. Khách mua mấy cái lấy số lượng giùm em. Rồi, đây là tô pháp nhỏ, căn chị tô nhỏ. Tô pháp luôn nha, xứ xương trắng luôn. Em còn 2 cái, chào chị Phương Tuyết. Rồi 70.000 một cái, có 2 cái, một cái 70.000, mã 121. Mã 121. 121 căn chị mã 121 nha. Rồi đưa kính 18 cao 5. 70.000 một cái, 2 cái 140. Mã 121. Mã 121 nha. Rồi em lên chén vẽ tam thái này, mẫu đẹp. Chén này không hề lỗi lầm. 10.000 mã 40 bán tặng. Mã 40 giá 10.000 đồng, giá tương tác tặng luôn. Rồi đưa kính là 10, chiều cao là 5.5. Mã 40 giá 10.000. 40 giá 10.000, chốt mã 40 giá 10.000. Rồi chén sạc cừ. Chén ăn cơm tráng men ánh sạc cừ, chén có đế. Rồi 3 cái 60.000, 3 cái 60.000 đồng có trị đáy. 3 cái 60.000 mã 218. Đường kính đó là 12 cao 6. Mã 218, 40 chốt hàng cho chị Hoàng Cúc. 40 cho Hoàng Cúc, mã 218 xét 3 chén ăn cơm sạc cừ mới ken. Mới ken 3 cái 60.000 mã 218. Rồi bộ chén có nắp nè các anh chị ơi. Trời ơi cái này về là hết la, về là hết luôn. 121 chốt hàng Phương Tuyết ạ. 121 chốt hàng cho Phương Tuyết. Rồi mã này cho em ạ là 50.000 một cái nha. Em có 2 cái, một cái là 50.000 đồng và 121 là gì vậy? 121 ok ok. Rồi này lên lên phát rồi đi em lên xem xem. Mã 165 50.000 cái. Đường kính là 10 cao 6. 165 50.000 một bộ, em có 2 bộ nha các anh chị. Chén có nắp đậy màu nâu. Chén có nắp đậy một nồi màu nâu mã 165. 50.000 một cái, 2 cái 100 mã 165 Nguyễn Hiền cho chị Nguyễn Hiền. Rồi đĩa nha các anh chị, đĩa men lam vẽ họa tiết củ cải. 165 em hết rồi chị Thủy. Rồi 80.000 ạ, 80.000 các anh chị mình ơi làm đĩa cảnh được luôn. Cái này bán 80.000 thôi. Hết à, hết 165 nha khách nha, mã 208. Mã 208 80.000. Rồi đưa kính 24 cao 3. Chốt mã là 208 đĩa men lam họa tiết củ cải trên nền men là trên nền hoa văn kim tiền các anh chị, cái nền là dưới nó là nền họa tiết kim tiền mà trên là củ cải nè. Rồi mã 208 đĩa men lam 80 mã 208. 208 nha khách hàng, mã 208. Rồi tô Mỹ. Tô Mỹ mới, tô sứ Mỹ 80.000 một tô, có 2 tô, 1 tô 80. Mã là 55. Mã 55 20, 2 cái 1 cái 80 mã 55. Rồi đưa kính 16 cao 5. Chỗ mã là 55 2 cái ạ, 2 cái 1 cái 80 đĩa pháp. À vì xin lỗi, tô Mỹ, tô Mỹ, tô sứ Mỹ, tô sứ Mỹ. Rồi chén lớn ăn cơm vẽ sọc xanh. Chén này chén mới nha khách ơi, 20.000. 20.000 mã sản phẩm là mã số 59. Mã 59 20.000 mã 59. 55 chốt hàng cho chị Bùi Thu Thủy. 55 chị Bùi Thu Thủy. Rồi đường kính là 12 cao 5. Cái này lóc giấy vô em. Rồi mã 59 20. 59 20.000. Rồi em lên cái bộ đĩa Mỹ này. Bộ đĩa Mỹ mới luôn ạ. À. Hoa màu màu lá mạ nha, màu xanh lá mạ. Cái này 50.000 một cái mã 35. Xanh rêu quá mọi người, 4 cái, 4 cái một cái 50 mã 35 bộ đĩa mới, đĩa sứ Mỹ mới. Mã số là 35 có 4 cái. Đường kính nó là 17 cm mã 35. Mã 35 các anh chị nha, mã 35 50.000 một cái. À, em xong chị đã thấy có mẹ chốt rồi, vậy sao chị chốt được, chị ở đổi mạng đi. Bây giờ là đăng ký 4G đi chị gái, còn không thì mình đổi wifi đi. Rồi một chút xíu nó tới nó nâng cấp gói wifi lên đi chị. Giờ do đường truyền mạng của chị mà chứ có phải do bên em đâu, bây giờ không biết sao. Rồi đây cho em ạ, mã 73 10.000. Chén mộc hàng thủ công nắng tay tráng men màu xám nhạt 55 mà. Rồi mã sản phẩm 73 10.000. 73 10.000 khách nha, mã 73 10.000. Rồi đường kính nó là 10 cao 5.5. 73 giá 10.000. Rồi mộc nha các anh chị 10.000, mã 35 chị Thu Thủy. Rồi mã này là 215 giá 10.000. 215 em bán giá 10.000 đồng. 215 giá 10.000. Rồi đường kính là 11 cao 3.5. Mã 215. 215 10.000 đồng mã 215. Rồi mã này nha các anh chị, đây là một cái mã đĩa sứ Mỹ 80.000, sứ Mỹ 80.000. Sứ Mỹ có một cái à, mã 133 80.000.
Địa sứ Mỹ mẫu này có 8, giá 80.000, đĩa mới, đĩa tròn sâu lòng, đường kính 21 5, cao 4. Mã sản phẩm 133 80.000. Mã 133 80.000, mã 133. Rồi cái này mình làm đĩa cảnh, đĩa trưng bày trang trí nha. Đây là đĩa Giáng sinh hoặc hình cô bé Beko năm 2001. Năm 2001 anh chị, 50.000 nha anh chị. Cái đĩa này là 50.000 đồng, đĩa trưng bày trang trí 50.000 đồng năm 2001 nè. Rồi lên mã sản phẩm là 181. 181 giá 50.000, mã 181. Rồi đường kính 16.5, cao 2. Chốt mã 181 giá 50.000. 181 giá 50.000, mã 181, Thu Hà. 181 cho chị Thu Hà. Rồi cái số này, chị chốt cái hũ còn không em? Hôm trước chị có chốt cái hũ còn không em? Chị Ánh Minh, cái đơn của chị còn không? Rồi đây mã 60 giá 5.000, mã 60 giá 5.000 đồng. Cái này ạ, cái này 5.000 đồng thôi các ơi, mã 60. À xả rồi chị Ánh Minh ơi, lâu quá mấy bạn xả đơn rồi chị, đợt vừa rồi bên em bán nồi nó chặt quá không có chỗ để nữa nên mấy bạn, những cái đơn nào mà lâu quá mấy bạn xả bớt với chị. Rồi 20.000, hàng hiệu của Century, nền xanh coban, nền xanh coban khắc họa tiết ngôi sao, giá 20.000. 20.000 đồng mã số 207. Mã 207 20.000, mã 207. Rồi đường kính nó là 9, cao 4.5. Mã 207 cái chén ngôi sao khắc nha các anh chị, khắc chìm nền men màu xanh coban á, 20.000. Mã 207 giá 20.000. Rồi em có chén pháp nè. Chén pháp hoa cúc. À, cái này chén pháp hoa cúc. Đã này về là hết đó chị ơi. Nha, mà cái này nó ít có nè. Rồi 30.000 một cái, hai cái 60.000. Lên mã sản phẩm 179. 179 30.000 một cái, hai cái 60.000 đồng pháp. Pháp mã 179 nè. Rồi được kính nó là 12, cao 3. Ai chốt được cái này là vui nè, xịn xịn, xịn quá xịn luôn. 179 hai cái, một cái 30, hai cái 60. Rồi cái mẫu này cho em ạ. Có nồi đất size 20 trở lên không Tuyền, để tuyền coi thử nha ngon ơi. Rồi mã 43 hai cái 60. 43 cũng là chén sứ pháp luôn. Cái này là chén sứ pháp luôn, hai cái 40, hai cái 60.000. Một cái 30, hai cái 60 nha các anh chị, mã 43. Mã 43. Rồi đường kính 12, cao 3, mã 43. Hai cái 60.000, mã 43, hai cái 60.000. Rồi nồi đất mới nè. Trời ơi, một cái nồi mới chưa xài. Nồi này nấu bếp ga, bếp cồn và bếp hồng ngoại giùm em. Không nấu bếp từ các anh chị nha. Nếu như mà muốn nấu bếp từ là mình phải có một cái đĩa dẫn từ. Đĩa dẫn từ là mình mua rồi nha các anh chị ha. Có cái đĩa dẫn từ đó rồi thì các chị đặt bất kỳ loại nồi nào lên trên bếp từ cũng sẽ nấu được nha. Rồi cái này cho em ạ, mã này là 180. Bộ nồi đất này là 180 mới ạ. Mã sản phẩm là mã 178. 178 180.000. Mã 178 180.000. Rồi đường kính 19, cao 7. Bây giờ chị bận quá nên không chốt thêm. Còn hũ nắp vặn, không hũ nắp vặn đó, chị để em coi thử nha, còn em lên nha. Rồi lấy mã 178 nồi đất mới, kho cá, kho thịt, kho tổ nè. Rồi mã 178, giá 180.000, mã 178. 180.000, mã 178. Rồi cái nồi đất hoa cúc. Nồi hoa cúc nha các anh chị, nồi hoa cúc. Nồi hoa cúc 200. Nồi hoa cúc 200, mã 201. Mã 201 giá 200, mã 201. Đường kính nó là 19 cm, đường kính 19 cm, cao 7. Mã 201. 201 200.000 đồng cũng xài cho bếp ga, bếp cồn và bếp hồng ngoại nha, nồi đất kho cá, kho thịt nè. Mã 201. Rồi ai hỏi nồi đất rồi bây giờ ngồi im ru người ta, chết chưa. Rồi đây cho em chén sứ pháp. Chén sứ pháp, chén này chén lớn dùng làm chén ăn cơm và đây là chén tròn. Cái này là 60.000, chén pháp tròn 60.000, mã sản phẩm là mã số 206. Mã 206, 178 chị Bùi Thu Thủy. 178 chỗ này chị Bùi Thu Thủy. Rồi mã 206 chén pháp 60.000, mã 206. Đường kính đó là 12.5, cao 5.5. Mã 206 60.000. Rồi hũ thủy tinh khóa gài. Hũ thủy tinh khóa gài, hũ này là 500ml các anh chị. Và đây là hũ mới nha, hũ mới luôn nè các anh chị. Đó. Rồi cái này là giá 150.000, hũ mới, không cũ khóa, không có cũ ron đồ gì hết. Mã 78 150.000. Mã 78 150.000. Chốt mã 78 150.000. Mã